Nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Tôi đã từ Thủy Bảy trao phần quà của A Thiên ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho người thất nghiệp khó khăn. Dương Hậu thay mặt người nghèo cảm ơn em, chúc cho em được nhiều sức khỏe. Số điện thoại Dương Hậu 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.